Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận rất nhiều bàn thắng đẹp mắt được thực hiện trên các sân cỏ, và không ít trong số đó là những bàn thắng được tạo ra bởi kỹ thuật sút vô lề phức tạp. Đó cũng chính là nội dung buổi tập hôm nay của huấn luyện viên Hồng Sơn với các cầu thủ. Xin chào các bạn, có bạn nào biết quả sút vô lê hay còn gọi là cú sút vô lê là thường sử dụng và khi nào? Dạ thưa thầy, là khi bóng bổng. À, trường hợp là bóng bổng, chúng ta có thể sút được vô lê. Cầu thủ nào mà các con nhớ là có những cú sút vô lê thật đẹp nào? Thưa thầy là Wayne Rooney. Ronaldo. Cantona. Vào những cái thời điểm nào thì cú sút vô lê đó hay được thực hiện? Đúng rồi. Trong phòng thủ, khi mà cần thiết phá những quả bóng lên thì cầu thủ đó cũng có thể thực hiện cú sút vô lê. Vô lê đòi hỏi một kỹ thuật cực kỳ chính xác cũng như là lực tác động vào nó. Chính vì vậy, ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn thế nào là một cú sút vô lê đẹp và hiệu quả. Trước hết thầy sẽ làm thị phạm cho các bạn kết hợp giữa tăng bóng và sút vô lê. Các con tâng bóng một cách nhẹ nhàng, thoải mái, và đến khi điểm ở giữa sân chúng ta có thể là tâng quả bóng hơi cao lên một chút, ngang với tầm ngực, ngang với tầm hông, và chúng ta chờ bóng để tiếp xúc sẽ đến và chúng ta sẽ sút. Sút vô lê chúng ta cần những yếu tố như sau. Nhất là chúng ta phải quan sát đường bóng đi. Khi bóng tới, chúng ta sẽ nghiêng người và chọn thời điểm để dứt điểm cú vô lê đó. Cái thứ ba đó là điểm tiếp xúc với quả bóng. Khi chúng ta muốn đá vào góc cao của khung thành thì điểm tiếp xúc bóng của nó sẽ là ở dưới và thẳng với trung tâm của quả bóng. Chúng ta muốn đá từ trên cao xuống dưới thấp, điểm tiếp xúc của bóng là từ trên xuống. Và nếu chúng ta muốn đá bên sang bên trái thì điểm tiếp xúc của quả bóng nó xa ở bên phải của bóng. Có bạn nào có những câu hỏi gì không? Mời bạn Vinh. Thưa thầy, là lúc mà sút vô lê thì đặt chân trụ thế nào? Rõ ràng là chân trụ của chúng ta là cũng phải hơi hướng về phía cầu môn. Trọng tâm hơi dồn về phía chân trụ thấp xuống. Vai trái của chúng ta là phải hơi nghiêng xuống đất. Ngả người để nâng cái đùi lên, xoay hông để chúng ta tiếp xúc với bóng. Và bây giờ các bạn sẽ thực hành. Bắt đầu. Rất tốt. Đó. Vừa rồi bạn Tuấn, có thấy bạn Tuấn không? Là đá dưới đít của bóng và bóng đã vọt xa. Bạn Thiện điểm tiếp xúc chưa có. Tốt, chúng ta sẽ trông chờ bạn Khánh Duy. Nào, chúng ta phải nghiêng người nào. À, chưa có độ nghiêng. Tài nào, tài đâu. Rất tốt. Rất tốt, bạn Tuấn. Rất tốt. Tiếp theo là bài tập chúng ta nâng độ khó lên một chút, vẫn với là động tác cú sút vô lê đó và hướng bóng chiều ngược lại. Đòi hỏi các bạn phải chọn đúng thời điểm. Chọn thời điểm. Và nhanh chóng chúng ta tiến tới quả bóng và kết thúc. Tốt, một tràng vỗ tay. Đúng chưa, rất là khó. Tốt. Tốt. Tốt Vinh. Tuấn. Tốt Phúc. Hân tốt. Tốt. Bây giờ với một tình huống giống như thực tế trên sân là có một hậu vệ đối phương thì chúng ta sẽ xử lý chọn thời điểm cũng như dứt điểm cú sút vô lê đó như thế nào. Với tình huống thực tế có sự cản trở của hậu vệ đối phương, các cú sút vô lê được thực hiện chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Tốt. Tốt. Đấy. Tốt. Các cầu thủ đều rất tập trung để hoàn thành bài tập dưới sự hướng dẫn chi tiết của huấn luyện viên Hồng Sơn. Tốt.
Oh yeah! Bóng được sang ngang đẹp chưa? Và như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong kỹ thuật sút volley. Đây là một kỹ thuật sút rất là khó trong bóng đá, đòi hỏi những cái yếu tố sự nhanh nhạy và kết hợp giữa quan sát hướng bóng, thời điểm các bạn vào bóng và điểm tiếp xúc bóng. Và động tác volley khó như vậy thì đòi hỏi chúng ta hàng ngày chúng ta phải tập luyện. Qua cái bài tập vừa rồi, có hai bạn thực hiện động tác sút volley tương đối là chuẩn, đó là bạn Tuấn và bạn Thân. Hôm nay cả hai bạn đã có bài tập luyện rất tốt. Tương tự, những bàn thắng được tạo nên từ những cú volley tuyệt đẹp, những bàn thắng được tạo thành bằng kỹ thuật sút bóng nửa nẩy cũng mang lại rất nhiều cảm giác khó quên. Làm sao để phân biệt đâu là cú sút volley, đâu là sút nửa nẩy? Làm cách nào để thực hiện hiệu quả kỹ thuật sút bóng nửa nẩy? Hãy cùng đón theo dõi những hướng dẫn từ huấn luyện viên Hồng Sơn trong tập 70 Khi trái bóng lăn, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19:25 ngày 3 tháng 11 trên kênh Let's Việt. Ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta sẽ là duy trì thể lực trong tập luyện và thi đấu bóng đá. Thầy Hồng Sơn thân mến, là trong công tác huấn luyện các cầu thủ trẻ thì bí quyết gì để có thể duy trì được thể lực trong tập luyện cũng như là thi đấu bóng đá? Để duy trì cái sức lực cũng như là duy trì cái nền tảng thể lực 100% cho một giải đấu cũng như cho một trận đấu, các đội bóng cũng như các cầu thủ sẽ chia ra làm 4 giai đoạn. Đó là giai đoạn chuẩn bị tiền thi đấu, bước vào thi đấu, cuối cùng đó là giai đoạn hồi phục. Giai đoạn chuẩn bị cho thi đấu đó là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Trước trận đấu, trước một buổi tập thì vấn đề khởi động cũng rất là quan trọng. Làm nóng cơ thể phù hợp với bài tập, phù hợp với thi đấu, các bạn sẽ không bị chấn thương. Và đặc biệt là lên tinh thần cũng như sự hứng khởi cho buổi tập đó hoặc cho cái trận thi đấu đó. Trước một giải đấu, các cầu thủ luôn luôn chú trọng đến phần sức mạnh. Họ có thể dùng phòng tạ, bật, nhảy, chạy, chui để duy trì cái thể lực đó. Thì họ sẽ phải có những cái giai đoạn hồi phục, nghỉ ngơi tích cực, ăn, uống, hay là hồi phục bằng những cái bài tập như là bơi, chạy nhẹ nhàng, phải đạp xe đạp. Thầy Hồng Sơn có lời khuyên nào cho các bạn nhỏ ở đây trong việc sinh hoạt và ăn uống để có thể duy trì thể lực thật tốt cho các bạn không ạ? Đối với các bạn trẻ, việc mà các em chăm chút cho mình từ những cái đôi giày đến ăn những cái gì, ăn chuối, ăn bánh, uống sữa, ngủ đủ, là những cái đó cũng là những cái bài tập, những cái phương pháp để cho các bạn ấy có cái hứng khởi, cái tinh thần cũng như là sức lực để cho cái buổi tập tiếp theo. Công ty Toyota Việt Nam hân hạnh thực hiện chương trình này.